thì Phương cũng rất là hồi hộp, bởi vì là khi mà mình đến dự một cái buổi triển lãm của nhãn hàng thời trang cao cấp. Khi mà Phương tới đây thì Phương đúng là Phương cảm thấy là không gian rất là sang trọng, cũng rất là cởi mở và gần gũi. Phương cũng được gặp rất là nhiều anh chị em đồng nghiệp ở đây, cho nên là Phương thấy cũng khá là thoải mái. Và ngày hôm nay thì khi mà đến không khí của Gucci Ancora, mình thật sự cảm thấy rất là ấm áp, và đặc biệt là một cái không gian rất là hiện đại. Bên cạnh đó thì anh ấn tượng nhất với khu vực trưng bày những sản phẩm trong bộ sưu tập mới, làm cho mình cảm thấy rất là muốn khoác lên người những bộ trang phục ấy. Khi mà Gucci đổi giám đốc sáng tạo thì cái màu đỏ rực này là một trong những cái màu chủ đạo của Gucci mà Kevin cảm thấy rất là thích và ấn tượng. Từ bước xuống xe và lên trên khách sảnh thì Sinh cảm thấy vô cùng choáng ngợp với lại sự sang trọng cũng như sự chu đáo của đội ngũ tiếp đón. Bọn rất vui khi mà được đồng hành cùng với Gucci. Đến đây hình như là sự kiện thứ 3, thứ 4 gì rồi thì phải. Lần này là cái lần của anh cảm thấy rất là choáng ngợp bởi vì cái sự đầu tư hoành tráng của cái buổi event ngày hôm nay. Tiểu Vi cũng là một người rất là đam mê thời trang, và hôm nay xuất hiện tại đây thì mình đã ngắm nghía được một vài item rất là phù hợp với cá tính của Tiểu Vi. Đối với mình thì Gucci luôn là một cái hãng thời trang mà mình rất là yêu thích. Mọi người có thể thấy là chung kết Rap Việt vừa rồi mình đã diện cả cành Gucci và mọi thứ làm cho mình rất là bảnh. Và ngày hôm nay lần thứ hai mình được Gucci mời đây thì mình cảm thấy rất là vinh dự và hãnh diện. Khoảng tầm vài tháng trước thì Châu có một cái buổi đi cùng cả Chibu cùng với Gucci Việt Nam đến Singapore để tham dự cái buổi triển lãm của Gucci Ancora, và đã thấy rất là hoành tráng rồi. Hôm nay ở Việt Nam mình phải nói là mình rất tự hào, mọi thứ làm đều rất là chỉn chu. Cái view này thật sự là lần đầu tiên Châu đến, đúng là chỉ có là Gucci Ancora thì mình có thể làm được chuyện này, cho nên mình rất là tự hào. Đây là lần thứ hai lấy sự chiêm ngưỡng bộ sưu tập Gucci Ancora. Lần thứ nhất là ở Singapore và lần này là ở Việt Nam, và trong một khung cảnh rất là hoành tráng, hoành tráng hơn ở Singapore rất là nhiều nữa. Hiện tại Hà đang có mặt tại showroom của Gucci Ancora, được mở tại một location rất là đặc biệt để giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên với một chặng đường mới của nhà tạo mẫu mới, đó là Sabatos. Chị cảm thấy rất là tự hào cũng như là rất vui khi Việt Nam là một trong 6 nước tại châu Á thể đem bộ sưu tập này về. Hoàng Dung nghĩ rằng là đây cũng là một cái tín hiệu rất tốt chung cho cả ngành giải trí của Việt Nam. Thực sự là Linh rất là ấn tượng với bộ sưu tập này, và Linh nghĩ là đây là một cái sự khởi đầu mới của Gucci dưới thời của một giám đốc sáng tạo mới là ông Sabato. Thực sự mình thấy thiết kế lần này của Sabato thì nó thừa hưởng những cái di sản truyền thống nhưng mà lại mang một cái làn gió mới đương đại hơn. Đây là một diện mạo mới mà mình cảm thấy là rất là phù hợp với lại cá tính của mình. Có nghĩa là ngày xưa mình sẽ thấy được nhiều họa tiết hơn, nhưng mà với bộ sưu tập thời trang năm nay thì mình thấy là mọi thứ đều được tiết chế và tối giản và rất là elegant. Và mình thích cái style mới này của Gucci vô cùng. Và một điều chắc chắn rằng là đây là một những sản phẩm dễ mặc, gần với công chúng và tất cả mọi người có thể mặc được. Ai này cũng rất là xinh đẹp, khoác trên mình những chiếc áo và những chiếc đầm của Gucci, cũng như là những chiếc túi của anh cũng đang xách rất là xinh. Và hy vọng là bộ sưu tập này coi như là cháy hàng luôn nha. Chúc mừng cho Gucci. Tuy rồi, Sinh rất là vinh dự khi đây là lần thứ 5 được hợp tác cùng với Gucci. Việt Nam là một trong số rất ít những nước ở châu Á được mang bộ sưu tập này để về triển lãm. Chính vì vậy mà chúng tôi đã chuẩn bị phối hợp cùng với Gucci và các đơn vị khác tổ chức một buổi triển lãm làm sao cho đó chỉnh chu và quy mô và đáp ứng được định hướng mới của Gucci trong thời gian sắp tới. It's a beautiful event. The arrival of the Gucci Ancora in Saigon is definitely in Vietnam actually is definitely a big step for us. Vietnam is a vibrant city, has a vibrant people and it's a beautiful opportunity to do something wonderful. Gucci Ancora is back, so keep following us and come in. Gucci Ancora.